Xin chào các bác và anh em. Hiện tại Zika chúng em lại tiếp tục với những cái cấu hình combo. Cấu hình này thì nó sẽ gần 50 triệu đồng. Gồm một cặp loa SH1500 này. Một súp VK560 và xa xa, phía xa xa kia. Đó là con đẩy D50S. Thì ở đây là em muốn có những quy trình để anh em yên tâm khi mà đặt hàng bên Zika chúng em hơn. Đối với những cái đôi này thì em mở hộp ra thì cái bộ chân thì chúng ta lại sẽ lắp. Nó sẽ có đầy đủ phụ kiện như là chân đế cao su này, kiềng ghim này và ốc này, cũng như là lục giác để bắt súp. Đây là súp 560 Plus. Bộ này thì 2 giờ chiều chúng em phải có mặt ở trên bộ này hình như trên Quốc Oai. Đúng không? Bộ Quốc Oai. 2 giờ chiều chúng em có mặt ở trên Quốc Oai để bàn giao. Con súp màu đỏ này. Thường thì chúng em sẽ lắp sẵn để về các anh em không phải lắp nữa. Lắp sẵn và khi đóng vào chúng em sẽ cắt cái tầm xốp nó lõm, đủ lõm để cái này. Hệ thống chân này, cái chân này nó cũng có cái thiết kế công thái học, nó giúp cho cái cặp loa đứng chắc hơn khi mà chúng để trên kệ tủ hay là nền gạch đá hoa trơn trượt. Vì cái đệm cao su này nó rất là giảm giật rất tốt, dập tắt dao động và nó rít xuống với cái mặt phẳng tốt hơn so với những cái chân như là bằng sắt hay bằng inox hay bằng cái chất liệu gì. Đây, thiết kế rất là thông minh. Chờ trong giây lát nữa em sẽ có những cái hoàn chỉnh video lên. Đây, đôi SH1500 là hiện tại đang có giá bán là 25 triệu đồng. Đến con súp VK560 Plus thì đang cũng có cái mức giá là 7 triệu đồng. Súp thì cũng chân cũng kiểu thiết kế như vậy và chúng ta cũng lắp chân vào đây. Chiếc đẩy D50S cũng đang có giá là 10 triệu 500 ngàn đồng. Tất nhiên là trong cấu hình combo này thì chúng em sẽ tặng những cái bộ mic không dây cao cấp đi kèm rồi.